Sự thật rùng rợn đằng sau bài hát Bắc Kim Thang. Bài Đồng Dao mà đứa trẻ nào cũng từng nghêu ngao hát suốt tuổi thơ thực chất lại ẩn chứa một câu chuyện kinh dị phía sau. Câu chuyện xảy ra từ rất lâu ở vùng sông nước miền Tây, khi ấy có hai anh chàng, một anh bán ếch và một anh bán dầu chơi thân với nhau. Một hôm, anh bán ếch trên đường về đi qua chiếc cầu khỉ treo leo thì nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hai con le le và bìm bịp bị chúng bẫy. Anh không ngại ngần đã cứu chúng. Vài ngày sau, hai con vật đến nhà anh trả ơn bằng cách tiết lộ cho anh biết có hai con ma da chết đuối dưới sông, đoạn có cây cầu khỉ vắt ngang. Đang tính kế kéo chân anh bán dầu và anh bán ếch xuống để thế mạng cho chúng, thời gian là 7 ngày tới vào sáng sớm khi hai anh chuẩn bị đi làm. Anh bán ếch mang câu chuyện kể với bạn nhưng anh bán dầu không tin. Thế là anh đành bày ra một cách đó là ngày nào cũng sang nhà bạn uống rượu để chuốc say anh bán dầu. Nhưng đến ngày thứ 7, khi anh bán ếch say rượu mà ngủ quên thì anh bán dầu đã sực tỉnh và dậy đi làm. Đúng theo kế hoạch, khi đi ngang cây cầu khỉ, anh bán dầu đã bị lũ ma da kéo chân ngã xuống. Anh bán ếch hay tin bạn chết nhưng chưa dám chạy ra sông khi trời chưa sáng, qua ngày hôm sau mới dám đến vớt xác bạn. Từ đó mới có hai câu hát nổi tiếng, chú bán dầu qua cầu mà té. Chú bán ếch ở lại làm chi? Con le le đánh trống thổi kèn, con bìm bịp thổi tò tí te tò te. Chính là miêu tả hình ảnh đám tang thê lương của anh bán dầu.